Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ khởi động chương trình nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề Tự hào hàng Việt Nam năm 2020 thuộc đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phát biểu tại lễ khởi động chương trình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá, chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam năm 2020 có nhiều điểm mới với nhiều hoạt động trải nghiệm, tương tác trực tiếp giữa người tiêu dùng với sản phẩm, dịch vụ, tương tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, giữa doanh nghiệp và nhà quản lý. Qua đó hỗ trợ kết nối các nhóm nhu cầu giữa các doanh nghiệp, góp phần nâng cao thị phần của hàng hóa dịch vụ Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Chương trình gồm nhiều hoạt động, trải nghiệm kích cầu tiêu dùng hàng Việt Nam, các hoạt động trò chơi nhận diện hàng Việt Nam, lễ khởi động chương trình nhận diện hàng Việt Nam. Chuỗi các hoạt động của chương trình nhằm góp phần truyền tải đến người tiêu dùng những thông tin đầy đủ, chính xác hơn về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ Việt Nam, từ đó thay đổi hành vi, tâm lý tiêu dùng theo hướng lành mạnh hơn. Đặc biệt, những hoạt động này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước sắp xếp, đổi mới, phát triển và cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm việc làm cho người Việt Nam, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn, hạn chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.